Biết tôi thì là tôi năm gian nhà gặt nhà voi, ngày sau kiếm chạy lá mà ngồi không gian, ngày nay nhiều hát nhiều ca, quê tình quê tử là ma không hồn. Nước trong đựng lợi một bồn, còn đồ cặn cáo tích tồn đổ đi nước. Đây là thế kỷ 20, tặng tiêu diệt cuối làm người phải lo. Tu sao được hưởng thân tho của ngài, lập thế mới cho làm người. Ở ăn cho hợp lòng trời, ngày sau mới được sống đời bớ văn. Biến thiên diệt ấy không còn xa, đời tàn không giữ thay được trường tồn. Cái cửa này nữa tao cho nè, lên clip cho thấy luôn nè. Vậy là tao hụt vô. Cô Tám có làm mắm không cô Tám? Có. Vậy làm hàng ngày hả gì cô Tám? Đang làm máy đó. Cô Tám ơi, rồi có chị Mai ở Canada gửi cho cô Tám 100 tiền Canada để cô Tám làm từ thiện mua mắm gì đó. Dạ chút xíu anh để em bắt lên cho chị Mai nói chuyện với cô Tám chút. Rồi bắt đi. Ngày người ta mới đem vô gửi 1 triệu mấy nè. Ngày hôm qua tao đem vô cho tao là 3 triệu mấy, 4 triệu mấy, gần 5 triệu. Đây. Hello. Chị, anh đi gặp cô Tám nói chuyện nghe nè chị. Dạ, Tám. Rồi. Alo. Alo, con chào cô Tám. Là gửi tiền cho cô Tám làm mắm tương đó phải không? Dạ dạ. Muốn làm bước làm gì làm, bị tôi cho mắm tương, tôi cho mì nội mì với gạo với bột ngọt đường Acheron là tính ra là 17-18 triệu. Mới cho mới mà hai bữa nay rồi là 17-18 triệu. Dạ, cô Tám thì muốn làm gì? Làm bước bị gì á, là hạ nguyên là thi công đức, hạ nguyên là chính lúc chọn lừa. Lành còn giữ nên chừa, thiện tồn ác đức thiên cơ định rồi. Sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm thôi. Nếu đường chánh đạo không soi, khó mong tồn tại để coi lập đời. Chúng sanh được thay hồn đổi xác, thì tiện khăn mà làm Phật làm tiên. Muốn lên tiên phải được cảnh tiên. Nách thang dinh hạnh thầy duyên cho mình, từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Trồng cây mà chẳng dắp vào, để cho gió lợi sạc xào gốc lai. Lòng người chẳng ớt mà cay, bị câu tài sắc đổi thay khôn lường. Một mai đến số vô thường, công kia với tội có lượng kịp chăng. Sau duyên hoặc kiếp này tu được, dám tu đừng bỏ cuộc. Nữ nam ơi, tu một đời giải khổ, cả muôn đời đã chịu khổ rồi đừng chịu nữa. Mau tìm chốn an vui chịu Phật trở, chứ tìm chi kiếp khổ trần gian. Nếu kiếp này bến giác chẳng thời sang, thì kiếp tế mang nhiều nghiệp báo. Nay dù có gặp muôn ngàn khảo đạo, núi to bao đục có ngày thông. Đạo khổ mấy cố công tu, sẽ đắc giống sanh tử. Nếu không đem gieo dắt mầm, thế gian không mọc được đâu. Đường giảng sanh cực lạc một vòng cầu, kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi. Trên đường đạo tu hành cứng cỏi, chinh phục đời theo dõi lòng tin. Chữ Di Đà luôn trắng ở tâm mình, như tam tạng đi thỉnh kinh thở trước. Tại vì mình có cái duyên lầm hước, bị gì cầu cho ông Thánh Tây An, sau đây cầu Phật thế gian lưu truyền. Đương gian làm hước cứu hàng chúng sanh, thượng căn ta chí ta dạy bằng lời, hạ căn thí của cho đời ấm no. Giúp cho màn này là giúp cho người là mình, người hạ căn là giúp đồng bằng tiền, tiền bạc cho người ta ấm no đặng hưởng. Nhật nguyệt biến mất phong thần khỏi da, màn này làm phước là phong thần khỏi da là thái bình. Tin tôi là đưa tiền làm phước là thái bình, còn không tin ha tiêu điều hết, các thế giới tiêu điều. Tại vì cái gốc này là gốc lớn, cái gốc của xác của Phật tổ Như Lai thấy tôn chuyển hết lại. Mình có căn duyên mình mới tin chứ không có căn không có tin. Hồi sáng mới hừng trời mới có 7 giờ mấy là ta lại đây là mấy người rồi đó, ba người ở thành phố mới về, mà ngày nào cũng có 3-4 người, 4-5 người lại đó, ở xa lại không. Mà nói pháp hay quá, không hay với biết chữ đâu, không biết chữ dốt mà nói pháp quá, dành lựa làm chi, cao chữ học hành biết tổ ngộ mới là gặp đạo. Chuyện cô Tích ra cần phải thạo, chuyện qua rồi nhắc lại làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Bởi vì cái gốc của người ta, gốc người thượng cổ đảo lại lập đời thánh đức, kể từ dài dàng lộn với thao thạch thiên thánh cùng nhau xuống tới.
Rồi thế giới ngày nay gần thúc nên Phật thiên phía xuống hồng trần, thấy sanh chúng khinh thường diệt tội, Phật nóng lòng như sói nước sôi. Phải tin tưởng. Bây giờ mình muốn làm phước thì lo mình phải gửi tiền về mình làm phước đặng cứu hàng chúng sanh, cầu cho ông thánh chay ăn, sau đây cầu Phật thế gian lưu truyền. Bị về màn này làm đảo lại là hồi xưa dạy nó là một chục ông chuyển thế, màn này của mình tôi là dốt giáo hết. Bị vì 3000 thế giới hay là chủ mở lượng từ bi dạy chúng sanh, vì sao thế giới lại 3000 học đã dành chưa đến hỏi han, đã lãm nho văn thì phải đói đáp lời cho dạng kiếm tiên ban. Ta có tình yêu rất đựng nồng, yêu đời yêu lẳng cả non sông, tình yêu trang chứa trên hoàng vũ, đâu thể yêu duyên khách má hồng như khách má hồng được. Muốn được yêu thì ra trong tâm trí phải xây chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, cho được tình ta trong khói yêu. Mình cũng có cái duyên, có căn mới tin tôi, chứ không có căn không có tin đâu. Dạ đúng rồi, có rồi. Mấy người hồi sớm ơi đi vô là lại mọp trong này nè. Mới hừng đông sáng là đi vô sớm. Ở Vũng Tàu cũng vô, mà ở Sóc Trăng, Cà Mau gì cũng có lại đây hết trơn. Ở ngoài Đồng Nai đều cũng có, ở ngoài Tòa Thánh Tây Ninh cũng có vô nữa. Và Hà Nội cũng gửi đồ, gửi lên đạt đồ vô nữa, đủ chỗ hết trơn. Bởi vì linh căn lưu quy trụ hương thôn đủ đầy, lo là lo kẻ phụ thầy, thầy gì không biết không hay nằm chờ. Lo cho ngày hội bơ vơ công danh không có, bến bờ cũng không, lão đây dâu dài tóc trắng như bông, từ bên Trung Quốc đi dòng vô Nam, sát này sát cung lão. Ừ, bị cái thằng thì nữ, chứ cái mặt thì là đàn ông không à, về thằng là sát là thằng là đàn ông không à, nam không à. Màn này nữ nam da đâu có được, đâu có da mặt được. Đây là thế kỷ 20, tặng tiêu diệt cuối làm người phải lo, tu sao được hưởng thân tho của ngài, lập thế mới cho làm người. Ở ăn cho hợp lòng trời, ngày sau mới được sống đời bớ văn. Biến thiên diệt ấy không còn xa, đời tàn không giữ thay được trường tồn. Con ơi ném sắc vườn xanh làm mồi cho thú để dành duyên sao, con ơi cho đến nạn trời cũng do lòng ác của người sanh ra. Muốn cho mưa thuận gió hòa đua nhau, hành thiện khỏi hồi biến thiên. Từ đây cho đến đổi đời chúng sanh như cá nằm khơi giữa đồng, dung dinh cảnh mộng tràn gian, tòa sen thấy được toàn là mạng căng. Tà gô có biết chữ đâu, đâu biết chữ đâu, không biết chữ, không biết chữ, không biết số, mà giảng nào cũng thuộc hết trơn á. Bởi vì người ta mới nói đó, văn minh học thức càng tăng càng gây thêm sự khó khăn cho đời, học nhiều chúng lợi chơi trời, chơi thần chơi thánh vậy thì không linh, không học mà biết mới hay, đó là cái lý du di nhiệm mà quẩn ứng thăng hiện quyền di, thấy nghe hiểu biết chuyện gì trần gian đó. Đây là ứng thân quyền hiện quyền di, thấy nghe hiểu biết chuyện gì trần gian, biết hết trơn. Người xưa, bởi vì á ông Phật Trùm ông nói tu cho tạng mặt ngày người xưa, dán tu cho tạng mặt ngày người xưa. Còn ông Đức Thầy trong Nguyễn Tư Giác Cơ Năm Cợi đó, phải nhận nhịch trời người cổ tích, thật với trời phân định cho ta. Thời này nhiều quỷ cùng ma trời, mở cửa quỷ dương xuống tới. Người thượng cổ người ta đảo lợi mới hưởng được, còn không có người thượng cổ lợi mấy bà cũng như lục bình trôi sông đi, ai đâu định tuồng mình. Vậy trước khi mà thời thượng cổ trở lại thì mình phải tận diệt trước không có tác hành? Mình phải là màn này phải tin, mình làm phước mình mới hưởng, chứ không có gì chứ. Tin làm phước là nhật nguyệt quyến mắt phong thần khỏi da, ở đâu cũng bình yên vô sự, không còn giặc giả, không còn chiến tranh, không còn chuyện gì xảy ra chứ. Có Phật gia mới im. Rồi khoảng 11 tháng 7 tháng 9 gì đó có đám giỗ nữa, có gì mốt con gửi thì cũng có tháng. Tới tháng 9, 17 tháng 9 cũng lớn lắm, năm nay đông. Tháng mình á, tháng 9 mình á, 17 tháng 9. Tháng âm lịch á, tháng lịch mình á, tháng dưới á. Tháng dưới á,
tháng lịch, 9 âm lịch. Ờ tháng dưới á. Còn 5 tháng nữa đó. Ừ. Đâu còn 5 tháng, bữa này mới có tháng 2. Tháng 2 à. Tháng 9 7 tháng nữa. Ờ 7 tháng nữa mới đám giỗ. Ừ, cô Tám tính sao giờ 7 tháng nữa luôn cô Tám. Không, vậy mình lo vậy mà lo còn mà mấy được chứ, mình bị tôi cúng nhà tôi cúng đám giỗ nó gói nhiều bánh lắm, gói cỡ lại một đòi bánh là trăm mấy chục đòn. Bánh tét nhưng sống thịt sống là nhưng ngọt nhưng trắng nhưng chuối nhưng nào cũng ngon chứ. Đòn bánh là ăn là đòn bánh tôi gói là 60.000 tôi không bán. Ừ. Đám giỗ là cô Tám làm cho hết. Cho hết trơn, người nào lại đây cũng cho đòn đòn sách về, người nào muốn thích ăn nhiều thì cho 2 đòn. Thích nhiều cho 3 đòn thôi. Muốn ăn nhiều tôi cho nhiều. Người đòn thôi. À, thì ai muốn có lòng muốn ăn, ý là ngon là chịu ăn thử rồi cắt ăn thử rồi ngon là ta xin nhiều thì cho nhiều. Ừ. Cô bác nào muốn hảo tâm ăn nhiều cho nhiều. Vậy là tới đó gửi tiền về phải không? Dạ, cảm ơn điện cho Tám. Ừ. Như nó tới đó nữa có gì có gửi về, gửi trước tháng 8 gửi trước đi, gửi trước nặng mình dạ. Mua nếp. Bị thì sao ơi cũng điện cho Tám nói bệnh kia nọ đó. Rồi ý hỏi cô Tám là có đổ tiền Canada không, đổi luôn. Tôi có biết đâu. Cô Tám không có từ chối xung quay cô Tám thì thử ra không có điện nữa. Rồi phải chị Mai này đi xuống đi cô Tám đi. Rồi quay cô Tám lên clip cho cô Tám, chị Mai nói chuyện với cô Tám chút. Ừ. Em... Không, cô này có cái duyên sâu, có duyên với Phật. Có căn, có tiền căn. Chừng nào có về nước thì ở đâu, xứ ở đâu? Con ở Canada. Canada mà xứ ở Việt Nam ở đâu? Con ở trên Sài Gòn. Ờ, bây giờ mấy người gốc ở Sài Gòn nhiều lắm. Ở nước Mỹ nè, nước ngoài gì nè, mới gửi tiền Tây Ban Nha đồ đủ cho nước hết trơn á. Rồi nước Đức nữa. Rồi Đài Loan nữa. Nhiều lắm. À, biết bây giờ biết hết luôn. Mà người nước ngoài là niệm Phật nói rồi ốc áp nó có cục. Bởi vì mang này là Phật xuống thế kỳ này là cơ tặng Việt. Hạ Quân này đã hết đời rồi. Đâu có còn nữa đâu. Mình dán tin tưởng tôi mà này đang cho thế giới hòa bình. Hòa bình thế giới kiếm tiền bang đặng mình ở ngoài mình hưởng an nhàn. Mình tuy mình đi mằng ở xa chứ mình có cái tâm mình gửi tiền về làm phước đặng mình hưởng. Chứ mằng này không phước ha. Mằng này không phước, phước mằng ăn không có chơi cái gì chứ có người đi ngoài mằng móng tay móng giò nè gửi tiền về liền gửi về cho tôi làm phước liền cầm luôn. Rồi nước Mỹ. Ừ. Mà mấy người đó cho nằm trên bao thấy tôi luôn nữa. Ừ. Tự họ thấy là cô Tám tự họ thấy cho mấy người đó thấy cũng như tin cho nằm trên bao thấy luôn. Cũng như cần có cái duyên mà lấy quay nằm trên bao thấy Tám đó chứ đừng nói. Nôn về nước giờ đòi bán nhà về nước. Tám với nhiều người gặp Tám lắm. Bởi vì gốc người xưa rồi gốc của mấy ổng đảo lại mà chuyển thế lại nè. Lão đây vô chài chấp tóc trắng như bông từ bên Trung Quốc đi vòng vô Nam. Cái mạng này mà mượn xác đàn ông lại cái môn vô trại giam rồi. Mượn xác đàn bà. Ở đó chính quyền đâu có làm khó không Tám. Không. Không có ai làm khó làm dễ gì chứ. Ai động tới lo mà nằm á. Yeah. Ừ. Ghét ngầm cũng chết nữa. Không ai mà dám nuôi ghét nữa. Ghét nặng khổ. Ừ. Mặt này là họ phải kinh tâm linh, không tin lòng. Không, cái đây là tâm linh. Đây tâm linh. Bây giờ mình có cái duyên mình tin tâm linh. Là mấy người đâu tin nó là không được. Không có tin tâm linh mặt này là không hưởng được. Bởi vì mạng này tâm linh là cầm chủ là thế giới mà. Tới xong hậu qua YouTube nó cũng có tâm linh nữa. Nó giờ nó biết luôn. Trời ơi,
sao họ biết luôn hả bà Thánh? Biết luôn, nó biết tôi ai ai Diệp Hằng cho tôi, nó biết luôn. Ừ. Nó lại đâu là nó hỏi, nó khự ra rồi tôi nói tới sáng. Ừ. Tôi có tám nghìn con có căng với căn duyên với Phật không đó hả? Có. Duyên căng với Phật. Dán tin mà này hưởng mà. Có cám cơm nước gì chưa? Chưa đang xào con chảo mắm tương đang cho kìa. Làm chứ đi làm nè, bây giờ chảo mắm nó đang khét luôn rồi. Dạ dạ dạ, con cảm ơn cô Tám cho con mấy câu pháp. Ờ. Dạ. Nếu mà bận cô Tám làm mắm, con cảm ơn cô Tám nhiều nha. Ờ thì chừng nào tới tớ gửi tiền gì mà tháng 8 gửi trước đi. Để đâu mà. Dạ dạ dạ. Cái này tiền này đổi ra được nhiêu không biết. $100 rồi nhiêu. Theo con nghĩ triệu 7, triệu 8 gì cái đó. Ờ, vì tiền này nó rẻ hơn, nó rẻ hơn tiền Mỹ phải không? Tiền Mỹ nó bữa đó người ta gửi tôi tiền Mỹ là đổi ra được 2,4 triệu. Tính đổi cho cô Tám luôn mà thấy cô Tám đổi gần hơn cháu thì cháu không đổ. Rồi, vì tiền đó này nó không có mắc hơn tiền Mỹ. Hôm đó nay tao anh ta gửi tôi tiền Mỹ đâu về rồi đâu $700, $800. Dạ. Rồi cô Tám đi đổi ha, hay là người ta gửi tiền Việt Nam cho cô Tám? Có gửi được được lần hai lần gì đó tiền tôi xuống tiệm vàng tôi đổi còn nhiêu là thằng Song Hậu nó giúp không với thằng này nó giúp không? có một cái dạng là pháp nơi cho chị Mai đi vậy cô Tám dạ pháp ra nói pháp ha có cái lời nói gì cái đó thôi nói vài câu nữa tao đi mãi xào chảo mắm cưng. Bị gì á là ở nhà, ông Thanh Sĩ ổng nói á Việt Nam là chủ cơ đồ hoàn toàn độc lập tự do nước nhà Việt Nam chỉ một đôi ba Việt Nam chỉ một quốc gia hồng bàng dân thành cho tới dân làng nói từng thứ tiếng một vàng màu da 4.000 năm sử đã qua Việt Nam dân tộc vẫn là Việt Nam muốn lúa tốt phải diệt cho sạch cỏ muốn tánh minh phải bỏ lòng tà tu lưng chừng nửa Phật nửa ma đến chết không ra gì cả nói thiên cơ mà không hối quá vô cuộc rồi như cá mắc câu hội tiên Phật đâu dễ gặp đâu muốn gặp Phật phải công phu dày dặn hội tiên Phật người nào muốn giữ đặng tự nhiên người ấy đã chứng quả rồi tu lưng chừng hoặc đạo lôi thôi khó giữa chính ngôi sen báo thì mà màn này thì đức thầy ông thánh ông ấy là đạo Phật diệu diệu thâm thâm dù mà tặng thế ngàn năm vẫn còn kẻ dại bị khôn đánh đòn về đời bắt đọt chịu đòn cho qua gặp cơn bình địa không ba kẻ khôn dạy lại mới là lạ cho có quạt mái phụ quạt mo chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền đi tàu chơi mạt đi thiền khi tàu chết máy xuống thiền ai cho một lắm khi đói bận gối thiêu no chơi bay mắng nhiếc nhỏ to làm gì mắng tôi cũng làm đời ngày sau mới biết tôi thì là tôi năm gian nhà gạch nhà voi ngày sau kiếm chạy lá mà ngồi không gian ngày nay nhiều hát nhiều ca quê tình quê tử là ma không hồn nước trong đựng lợi một bồn còn đồ cặn cáo tích tồn đổ đi nước trong cá lội thấy gì nhà tao có cổ tao thì ấm no ai khôn tôi dạy đưa đò chèo qua khúc vĩnh tôi hò hát chơi hò nam hò bắc trời ơi chợ không người nhóm mà dũng thời vô canh ta ngu ta dạy còn anh cha thì nói lú chú thời nó khôn mặt ai khay lỉ đắp đồn đố cha nào dám giật cồn hà tiên đã chữ hiền ta mình bán buôn không vốn không tiền không tờ không giấy không quyền ký tên giỏi sao không giật câu nghiêng cộng năm mà chảnh chú lên hồi nào mày ham mua chức quyền cao chức mày để nướng ăn giao với hành chú nó khôn dạy thiệt nhanh cù lao ông trưởng như manh điệm bờm cô sang vàng giới hụt cườm chú giàu sang quá lòng hườm giật châu sang giàu như cá mắc câu như chim mắc bẫy như châu không chuồng lỡ vui lỡ khóc lỡ buồn lỡ bằng lỡ phú lỡ luồn gió mây năm mua mấy chú mấy thầy mua làng mua sớm mua hoài mua không mua kêu thầy ký thầy thông mua sao thôi khỏi cái cầm diêm vương mua kêu những kẻ đi đường nhà không người ở dụng thời bỏ quan Sài Gòn coi khúc quá sang le le trắng ổ bạc vàng hết trơn nói ra thêm dặn thêm hờn ta đây ngay dạy có khi điên khùng bán mền bán chiếu bóng mùng mua cho đòn gánh cặp thùng không quay người này con gái quá trai con trai quá gái thiệt tài phép tiên bị gì quay mặt này hạng hơn này đã hết đời phong ba biến chuyển đổi về gia can hết đời năm mèo kỹ mão võ vàng hết đời 1936 rồi khắp trong dặn hạ nhộn nhàng xiết chi ngồi buồn điên tỏ một khi bá gia khổ não vậy thì từ đây
Cơ trời thấy cuộc đẩy say điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian, thấy đời ly loạn bất an. Khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh, kẻ thì phụ nghĩa bố kình, người thì trung hiếu chẳng dình dạng hay. Nên biên thiên nhũ bằng nay, xin trong lê thứ ngày dài tĩnh tâm. Cơ thâm thì quả diệt thâm, nào trong thách thử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười gieo, rồi sao sẽ thấy hùm beo. Khắp trong bá tánh hiểm nghèo đáng thương, điên này dân lệnh minh dương, với lệnh phạt đường sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ăn, làm cho người gần ganh ghét khinh thi. Nam mô mô Phật từ bi, miễn thì niệm Phật lòng thì tà gian. Rồi 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 hết rồi, đi về đi thằng Lâm. Được rồi cất. Dạ cháu là ông tùm lum. Vậy mày ông tùm lum. Ông tùm lum cháu hả? Rồi con đi về đi. Cảm ơn ông tùm lum nha, tùm lum. Ừ. Mày bỏ mãi rồi, thúi thành hết đó. Thúi đâu thúi. Rồi à thế à, thì đừng nào mà có gửi tiền thì gửi 200 đô mới đủ, 100 đô không đủ. À, ừ. 200 đô mới đủ cân. Ừ. Rồi cảm ơn tùm lum, con ra ngoài xào. Dạ dạ, khỏe như đây chị, mấy khỏe hả chị? Ok khỏe. À, cảm ơn tùm lum nha. Dạ Tám đi đi đi. Dạ. Từ nhà âm tùm lâm chạy lên nhà cô Tám 1 tiếng. Ờ, tính tính mấy 2 tiếng. Qua đò. Lâu quá đò. Có thâu, có thâu lại của cô Tám không? Có, đang quay nè. À, mà có thâu lại rồi không? Rồi, đang quay chỉ lên hình luôn nha. Thôi, đừng quay nữa, đừng quay. À, quay, quay, mới nãy thì không thấy hình mà bây giờ thấy hình nè. Thôi đừng quay chị. Rồi vậy thôi nghe chị, em tắt nghe, tắt.